Chiều mùng 9 tháng 4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến làm việc với Câu lạc bộ Nông dân Tỷ Phú huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Theo báo cáo của Câu lạc bộ, khoảng năm 2019, phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện phát triển rất mạnh, nhưng chủ yếu theo hướng tự phát, rời rạc thiếu liên kết. Vì vậy, đầu ra tôm thương phẩm đôi lúc gặp khó khăn, có nhiều trường hợp bị thương lái ép giá nên lợi nhuận chưa cao. Nhằm khắc phục những khó khăn trên, được sự chỉ đạo định hướng của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch, vận động nông dân tham gia thành lập Câu lạc bộ Nông dân Tỷ Phú huyện Thạch Phú. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2021, Câu lạc bộ Nông dân Tỷ Phú huyện Thạch Phú được thành lập với 23 thành viên, với diện tích nuôi tôm công nghệ cao khoảng 300 ha. Qua thời gian hoạt động, đến nay tổng số thành viên câu lạc bộ là 46 thành viên với diện tích nuôi khoảng 600 ha. Thời gian qua, các thành viên câu lạc bộ dành nhiều thời gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp đỡ nhau. Nhờ vậy, trong quá trình nuôi tôm ít rủi ro, tôm lớn nhanh, tạo ra sản lượng lớn trên cùng một diện tích nuôi so với mô hình nuôi truyền thống nên lợi nhuận rất cao. Sau khi nghe ý kiến từ câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Thạch Phú, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhận định, câu lạc bộ hoạt động rất thành công, đem lại thu nhập cao. Qua đó, khẳng định hiệu quả từ các mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân tỉnh thành lập và nhân rộng buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác do Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu đã đi tham quan trang trại nuôi tôm công nghệ cao của ông Đặng Văn Bảy, thành viên câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Thạch Phú. Trang trại nuôi tôm công nghệ cao của ông Đặng Văn Bảy rộng khoảng 40 ha tại xã Thạch Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Hàng năm cho sản lượng khoảng 450 tấn, thu lợi nhuận trên 30 tỷ đồng.